Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức cập nhật nóng nhất trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Diễn biến mới dịch COVID có đáng lo ngại? Thưa quý vị, COVID-19 có thể còn gây ra các làn sóng dịch mới do virus tiếp tục đột biến, nhưng tác hại của chúng thì giảm dần. Mấy ngày nay, dịch COVID-19 có nhiều tin tức đáng ngại. Ở Việt Nam, sau nhiều ngày có số người mắc liên tiếp giảm, thì ngày 21 tháng 7 lại tăng trên 1.300 ca mới nhiễm. Trên thế giới, số mắc COVID-19 cũng tăng trở lại. Cùng ngày, thế giới ghi nhận tăng thêm 1 triệu ca mới mắc, trong đó châu Á tăng 360.000 ca, châu Âu tăng 340.000 ca, Bắc Mỹ 220.000 ca. Số liệu trên khiến nhiều người lo ngại và câu hỏi được đặt ra là liệu đại dịch chết chóc này có một lần nữa quay lại hay không và chúng ta phải làm gì bây giờ? Trước hết, xét về số lượng thì thế giới đang bước vào một đợt dịch COVID-19 mới. Tính từ khi phát hiện đến nay, dịch COVID-19 đã trải qua 4 làn sóng, với số lượng mắc cao nhất tại đỉnh lên tới hàng triệu ca mỗi ngày. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, con số mắc là trên 1 triệu ca. Như vậy có thể thấy thế giới đang bước vào làn sóng dịch thứ 5 và con số này có thể vẫn chưa là đỉnh. Chúng ta cần theo dõi diễn biến những ngày tiếp theo. Ở Việt Nam, sau 2 tháng con số mắc toàn quốc mỗi ngày đều dưới 1.000 ca, thì 4 ngày liên tiếp gần đây, con số trên 1.000 ca. Tuy nhiên, so với đỉnh dịch tháng 9 năm 2021, con số mắc mới mỗi ngày là 10.000 ca. Hoặc so với đỉnh dịch cao nhất từ trước tới nay là trung tuần tháng 3 năm 2022, trung bình mỗi ngày có 200.000 ca mắc mới, thì con số mắc mỗi ngày hiện chưa đáng lo ngại. Số mắc mới chưa đáng lo ngại, nhưng chúng ta nên cảnh giác. Tuy Việt Nam là một trong số ít quốc gia có số người tiêm chủng đủ liều vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới, nhưng virus SARS-CoV-2 liên tục đột biến, sinh ra các biến chủng mới, có thể lẩn tránh sự đề kháng của vaccine. Số lượng người mắc tăng lên gần đây có lẽ liên quan đến biến chủng mới của Omicron BA.5. Chúng ta đều biết virus khi tự nhân lên sẽ có sai sót, gọi là đột biến. Vì thế, hiện tượng virus sinh ra biến chủng mới là tất nhiên và không bao giờ dừng lại. Nếu thế thì có lẽ chúng ta mãi mãi sống trong lo âu một ngày nào đó, con virus này sẽ lại gây ra một trận bão chết chóc mới chăng? Mà cứ sống trong lo âu như vậy thì chúng ta không bao giờ có thể quay về với cuộc sống sinh hoạt bình thường như trước kia. May mắn thay, các nhà khoa học đã có hiểu biết về chiều hướng tiến hóa của virus. Đó là tất cả các virus đều tiến hóa theo hướng giảm dần độc lực nhưng dễ lan truyền hơn. Thật vậy, virus sống nương nhờ vật chủ. Nếu virus quá độc thì vật chủ chết hết và virus cũng chết theo, không còn lan truyền được nữa. Nhìn lại lịch sử, virus SARS gây tử vong cao tới 10% thì chỉ sau một năm đã tự nhiên biến mất. Còn virus cúm mùa chỉ làm tử vong khoảng 0,1% nên tồn tại lâu dài. Virus SARS-CoV-2 ban đầu có tỷ lệ gây tử vong khá cao, khoảng 2%. Đến biến chủng Omicron thì khả năng gây tử vong đã giảm nhiều, thấp hơn 70% so với chủng Delta trước đó. Các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có thể cấu tạo khác với chủng ban đầu ít nhiều. Vì thế, vaccine được tạo ra để chống lại các biến chủng cũ sẽ ít tác dụng trước các biến chủng mới. Nhưng cho đến hiện nay, quan sát thấy các vaccine tuy giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19, nhưng vẫn có hiệu quả trong ngăn bệnh trở nặng và tử vong. Điều này đã được chứng minh qua các thống kê. Đợt dịch ở Việt Nam vào tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, khi hầu như người dân chưa tiêm vaccine, thì con số tử vong là rất cao. Đến đợt dịch tiếp theo vào tháng 3 năm 2022, do chủng mới Omicron, khi số người tiêm vaccine đủ liều đạt trên 70% dân số, thì số người tử vong giảm hàng chục lần, cho dù số mắc mới còn cao hơn trước. Như vậy, theo kiến thức khoa học và kinh nghiệm từ quá khứ, chúng ta thấy trong tương lai, dịch COVID-19 có thể còn gây ra các làn sóng dịch mới do virus tiếp tục đột biến sinh ra các biến chủng mới. Nhưng tác hại của chúng thì giảm dần và đến một lúc nào đó sẽ giống như cúm mùa mà thôi. Hiện rất nhiều người trong chúng ta đã tự kiểm chứng điều này. Hầu hết người mắc COVID-19 từ đợt dịch tháng 3 năm 2022 đến nay đều cho biết trải nghiệm bệnh khá nhẹ nhàng. Chỉ ngạt mũi, khan họng, đau người vài hôm rồi hết, giống như một đợt cúm. Chỉ có rất ít người trở nặng, thường là người chưa tiêm vaccine hoặc có bệnh nền nặng từ trước. Thậm chí trong 2 tuần gần đây trên cả nước, số người tử vong do sốt xuất huyết còn cao hơn COVID-19 nhiều. Cùng với các yếu tố, độc lực của virus giảm dần, lượng người tiêm vaccine ngày càng nhiều, thì yếu tố kinh nghiệm của ngành y trong điều trị các ca COVID nặng ngày càng phong phú. Chúng ta đã có thêm nhiều biện pháp để cứu chữa như các thuốc chống sao chép virus, các kháng thể đơn dòng, các biện pháp hồi sức, tất cả sẽ giảm tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 gây ra. Với những phân tích ở trên cùng với kinh nghiệm cá nhân, diễn biến gần đây của dịch COVID-19 với các biến chủng mới, theo tôi, không có gì đáng lo ngại. Cảnh tượng một đợt dịch chết chóc gây khủng hoảng cả xã hội như hồi tháng 9 năm 2021 sẽ không bao giờ lặp lại. Cảnh tượng đó 100 năm chỉ xảy ra một lần thôi.
Vì thế chúng ta hãy tiếp tục bình tĩnh sống, không nên quá lo sợ. Ngành y tế tiếp tục làm công tác gác cổng, chuẩn bị cho tình huống xấu có thể xảy ra. Còn với mỗi cá nhân, để bảo vệ bản thân, chúng ta nên tiếp tục đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người và đi tiêm phòng vaccine đầy đủ. Cấm sản xuất ống hút nhựa, hộp xốp, túi ni lông chẳng chết ai. Thưa quý vị, theo báo cáo của World Bank vừa công bố, ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa thải ra trên đất liền mỗi năm và lượng rác thải đổ ra đại dương từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn. Việt Nam trở thành một trong những nguồn phát sinh rác thải nhựa lớn trên thế giới. Xin lưu ý, đây là con số rất mới. Từ nghiên cứu của World Bank đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. Phân tích những con số trong báo cáo sẽ thấy có những việc chúng ta có thể làm để hạn chế rác thải nhựa nhưng đã không quyết tâm làm. Ví dụ, theo số liệu khảo sát, túi nhựa và các mảnh vỡ từ túi, hộp xốp, đựng thực phẩm và ống hút là một trong 5 loại nhựa hàng đầu xuất hiện nhiều nhất trong môi trường, chiếm 38%. Người sử dụng ống hút nhựa không thấy nguy hại gì bởi vì chỉ cái ống nhỏ xíu thôi, nhưng hàng triệu ống hút nhựa được sử dụng mỗi ngày, trái đất không chịu nổi gánh nặng. Vậy tại sao không dẹp bỏ nó đi? Dẹp không phải là tuyên truyền, động viên không sử dụng. Chuyện đó đã làm nhiều rồi, mà phải cấm sản xuất ống hút nhựa. Chỉ cho phép sản xuất ống hút bằng các nguyên liệu dễ phân hủy. Các quý cô, quý cậu, quý ông, quý bà không ngậm ống hút để uống nước thì cũng chẳng chết chóc gì. Đó cũng chỉ là thói quen. Tại sao không bỏ thói quen đó để cứu môi trường sống của chúng ta? Hộp xốp cũng vậy, chỉ cho phép sản xuất với nguyên liệu dễ tiêu hủy. Có thể giá thành cao hơn nhưng cộng đồng phải chấp nhận để bảo vệ sông suối, biển cả, núi non, không khí cho chính mình và cho con cháu mai sau. Cái giá của tăng chi phí thay hộp xốp và túi ni lông quá rẻ so với cái giá phải trả cho một môi trường sống bị hủy hoại. Chỉ cấm sản xuất những thứ vừa nêu trên đã giảm được số lượng rác thải nhựa rất lớn, chưa kể nhiều loại khác có thể dùng nhiều biện pháp hạn chế. Ví dụ, đánh thuế thật nặng đối với túi ni lông, khuyến khích và giảm thuế đối với túi sử dụng nguyên liệu tiêu hủy được nhanh. Chúng ta đang đứng trước thảm họa về môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sạt lở nặng nề, tất cả là hậu quả của con người gây ra. Báo cáo của World Bank khuyến cáo, đến năm 2030, sau chưa đầy 15 năm, lượng chất thải phát sinh của Việt Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi, từ 27 triệu lên 54 triệu tấn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ triển khai cuộc vận động hành khách không mang rác thải nhựa đến Côn Đảo trên các phương tiện vận tải. Tại sao không cấm hẳn? Xin thưa, từ năm 2008, Rwanda, quốc gia ở Đông Phi đã cấm sản xuất, sử dụng, bán và nhập khẩu túi ni lông. Đến bây giờ chúng ta mới kêu gọi thì quá muộn. Tuyên án vụ nguyên phó tránh thanh tra kiện chủ tịch tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tòa Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án sơ thẩm vụ nguyên phó tránh thanh tra tỉnh kiện chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và chủ tịch thành phố Nha Trang vì không thụ lý đơn khiếu nại của ông này theo quy định. Theo đó, Tòa Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên chấp nhận một phần khởi kiện của ông Nguyễn Văn Độ, nguyên phó tránh thanh tra tỉnh Khánh Hòa, tuyên hành vi không thụ lý đơn khiếu nại của chủ tịch thành phố Nha Trang vào ngày 8 tháng 5 năm 2020 không đúng quy định của pháp luật, buộc chủ tịch thành phố Nha Trang phải thụ lý đơn khiếu nại trên. Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Độ về việc buộc chủ tịch tỉnh Khánh Hòa phải thụ lý đơn khiếu nại của ông bà. Trước đó ngày 21 tháng 7, Tòa Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ khiếu kiện hành vi hành chính về việc không giải quyết đơn khiếu nại giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Độ, nguyên phó tránh thanh tra tỉnh Khánh Hòa, với người bị kiện là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang. Kiện vì không thụ lý đơn khiếu nại đúng quy định. Tại phiên tòa, Độ trình bày, vào tháng 3 năm 2000, vợ chồng ông Độ có hợp tác với người bạn mình mua một lô đất có diện tích hơn 5.600m2 ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Khi mua bán có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng và đăng ký biến động người sử dụng đất đai tại sổ mục kê ở địa phương này. Năm 2004, khi gia đình ông Độ làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì được biết thửa đất trên bị quy hoạch do dự án khu biệt thự do một công ty trách nhiệm hữu hạn làm chủ đầu tư. Đến năm 2014, công ty này được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép diện tích dự án khu biệt thự với diện tích dự kiến xây dựng khu tái định cư Phước Đồng thành dự án mới có tên gọi là khu nhà ở Phước Đồng. Tiếp tục trong 2 năm 2017 và 2018, khi thành phố Nha Trang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án khu nhà ở Phước Đồng, gia đình ông Độ gửi toàn bộ hồ sơ nguồn gốc, quá trình sử dụng thửa đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Nha Trang để làm cơ sở thực hiện bồi thường. Đến năm 2020, gia đình ông Độ mới biết lô đất mình đang sở hữu đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang ra các quyết định thu hồi thửa đất theo diện vắng chủ vào tháng 5 năm 2019. Sau khi bị thu hồi đất theo diện vắng chủ, vào ngày 8 tháng 5 năm 2020,
nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã có đơn khiếu nại lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về toàn bộ sự việc trên. Sau đó, Chủ tịch thành phố Nha Trang không giải quyết đơn của ông Độ theo quy định. Ông Độ tiếp tục làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa để khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Sau khi nhận được đơn của ông Độ, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa không thụ lý đơn khiếu nại mà chuyển ngược đơn về Chủ tịch thành phố Nha Trang. Vì vậy, ông Độ thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính. Ông Độ yêu cầu Tòa nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên buộc Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch thành phố Nha Trang chấm dứt việc không thụ lý đơn khiếu nại của ông, buộc Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch thành phố Nha Trang giải quyết khiếu nại để ông có căn cứ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo luật định. Thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại thuộc về Chủ tịch thành phố Nha Trang. Sau khi xem xét các căn cứ của quy định pháp luật, Hội đồng xét xử Tòa nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác định đơn khiếu nại ngày 8 tháng 5 năm 2020 của ông Độ có nội dung khiếu nại quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và khiếu nại hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc xác định đất của ông bà là đất vắng chủ chứ không phải là đơn phản ánh, kiến nghị nên thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại này thuộc về Chủ tịch thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố Nha Trang không thông báo thụ lý đơn khiếu nại ngày 8 tháng 5 năm 2020 của ông Độ là không thực hiện đúng quy định tại Điều 27 Luật khiếu nại năm 2011. Mặt khác, văn bản trả lời đơn khiếu nại số 4023 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang là không đúng thẩm quyền giải quyết tại nội dung trả lời đơn, không kết luận nội dung khiếu nại của ông Độ nên ông khiếu nại lần hai, khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định pháp luật. Cho đến thời điểm xét xử, đơn khiếu nại ngày 8 tháng 5 năm 2020 của ông Độ vẫn chưa được Chủ tịch thành phố Nha Trang thụ lý giải quyết. Do vậy, người khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên hành vi hành chính của Chủ tịch thành phố Nha Trang về việc không thụ lý đơn khiếu nại của ông Độ là không đúng quy định pháp luật, buộc Chủ tịch thành phố Nha Trang giải quyết đơn khiếu nại nêu trên là có căn cứ, cần được chấp nhận. Theo quy định Luật khiếu nại năm 2021 về trình tự khiếu nại, thì trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết, thì có quyền khiếu nại lần thứ hai đến người cấp trên có thẩm quyền. Như đã phân tích ở trên, yêu cầu khởi kiện của ông Độ về buộc Chủ tịch thành phố Nha Trang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại ngày 8 tháng 5 năm 2020 cần được chấp nhận. Do đó, sau khi Chủ tịch thành phố Nha Trang có quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại nhưng không được giải quyết, thì ông Độ có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của ông Độ về việc buộc Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa phải thụ lý đơn khiếu nại của ông bà, trong khi Chủ tịch thành phố Nha Trang chưa thụ lý giải quyết lần đầu là không có cơ sở, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. Hội đồng xét xử Tòa nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định,